Rồi, chào khán giả Duy ơi. Dạ, nhà vườn shop Đức Duy xin kính chào toàn thể quý đầu bà con đang xem kênh nè. Hôm nay nhà vườn của em có quay clip nhờ kênh LTK đăng hộ. Nếu hình ảnh không chất lượng mong bà con thông cảm nha. Hôm nay em về cũng khá nhiều mặt hàng nha bà con. Như mai chiếu thủy, rồi trang đỏ lá nhỏ, cây hành phẩm và cây phôi nha bà con. Rồi khế găng, rồi cần thăng. Rồi có cặp mai tứ quý với một cây sâm hương nha bà con. Với nhiệt quế luôn, nói chung cũng khá nhiều mặt hàng nha bà con. Nay hàm về cây chung lại cũng là khá đẹp nha bà con. Rồi. Dạ bước vào cây số 1 nha bà con. Vô cây số 1, dạ dạ. Mã số 1 là một cây sợp nha bà con. Một cây khá là đẹp nha bà con. Cây như cái búp măng nha bà con, cốt cành to to hết rồi. Cây khá là khủng cây luôn. Quay vòng và em đo thông số cho bà con xem nè. Rất là quái ha. Hoành của em nó là hết thước dây nha con, là 1,5 m. Chiều cao nó là được 80. Ngang của nó là nó 87. Đọt giót của nó chỉ có 30 nha bà con. Cột cành thì lớn lớn không à. Cột cành tầm từ 20 ngăn lên nha bà con, 20 đến 30 á. Khá khủng cây nha bà con. Cái này nó cũng có điểm yếu là ở đây nó cũng có cái thẹo cũ, thẹo hồi xưa khá lâu rồi. Cái này khá là già cây nha bà con. Chung lại sợp em cũng ít mua lắm, mà cây này nó quá khủng, em mua cây này về giao lưu với bà con. Cây mã số 1, cây sợp. Xin giao lưu bà con giá là 18,5 triệu nha. 18,5 triệu. Em bao ship toàn quốc. Số điện thoại nhà vườn em là 0919 670 661. Số đó là số Zalo luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 2 nha bà con. Mã số 2 là một cây si búp hồng nha bà con. Cây này cũng khá già cây nha, cốt cành lớn hết nha bà con. Chiều cam nó là 80. Mình tổng ngay vị trí là 57. Để em quay vòng nha bà con, nó có dính vô những cái rễ. Vô đây đi, dính rễ đó. Ngay đây là 49. Đây 49. Em đo thử cái cốt cành của nó. Cốt cành này lắc lượng rất là quái cây nha bà con. Quảnh đây là được 19. Co khá đẹp nha bà con. Cây si búp hồng. Xin giao lưu bà con giá là 3,9 triệu nha. 3,9 triệu mã số 2, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 3 nha bà con. Mã số 3 là một cây si Đài Loan nha. Của em bằng kêu bằng cây gừa bông đó. Cây này khá già cây rồi, da lên khến hết nha bà con. Chiều cao nó là 50. Hoành của nó là nó 58. Đây, hoành ngay vị trí là nó 58. Đo cái bệt đặc của nó. Đặc của nó là nó được 90 nha bà con. Cột đùi cũng khá lớn nữa. Đo cốt 1 của nó. 1 nó được 21. Cái này khá già cây nha bà con. Nó cũng có điểm yếu, có cái thẹo trên đây đây. Mấy cái thẹo cũng đang kéo mạnh ha. Chung lại những dòng si này nó cũng hẹo cũng không ảnh hưởng nha bà con ơi. Thời gian nó sẽ liền lên. Mã số 3 em xin giao lưu bà con giá là 5,5 triệu nha. 5,5 triệu bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 4 nha bà con. Mã số 4 là một cây mai chiếu hỷ nu gò công lá lớn nha bà con. Cây khá là già cây luôn. Cây này cũng khá quýt nha bà con. Cây dáng trực. Chiều cao của em nó là 65. Còn ngay vị trí là nó 51. Rồi, 51. Đây. Cái này chung lại cũng hơi cao tiền nha. Quay kỹ cho bà con xem. 11. Sát xuống cái chân đế của nó là nó tới 64 rồi bà con. Vị trí này 64. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó 45. Rồi đó. Cột cành. Cột cành cũng to to nha bà con. Cành nó được 13. Mình mẩy của nó lên khớt đó nè con, nu nè. Xả là quýp cây luôn. Có cái cây này có điểm yếu là có cái thẹo trên đây nha con. Đây. Thẹo này em mới xử lý lại nha. Chét keo đen nên cái màu nó hơi đen. Chứ tới hạt tươi hết bao bà con nha. Khá già cây nha bà con. Cái nu gò cong nó lớn mà. Mã số 4. Em xin giao lưu bà con giá là 19.500.000, bao ship toàn quốc cho bà con nha. Khá già nha bà con. Tiếp theo là mã số 5 nha bà con. Mã số 5 cũng là một cây mai chiếu thủy da xanh lá lớn nha, xanh nu nha bà con. Cây này cũng khá là đẹp cây nha bà con. Chiều cao của nó là 65. Tán ngang của nó là nó 80. Cái này em đo 2 thông số nha bà con. Vị trí trên đây của nó là nó 76. Nó sát với chừng đế của nó. Sát chừng đế này tới 111 nha bà con. Đây. 11. Đo trên eo này luôn. Nhiều vị trí cho con đi. Cái cũng hơi cao tiền. Chỉ trên đây của nó là nó 61. Cái khá là giót cây rồi con. Tổng cái đế đặt của nó là nó 125. Đùi của nó được 14. Vị trí bên đây cũng 14. Đây cho em chia sẻ, cái này là cái thẹo mình tạo nha bà con. Tại vì chỗ này nó hơi phù nè. Rồi cạp lại cho nó cây nó giót lại nha bà con. Còn xanh nu thì thẹo của nó kéo khá ok nha. Kéo liền lạc hết trơn rồi. Có thẹo này mới cạp lại đây. Cây cũng khá là sạch cây nha bà con. Những thẹo đầu đồ là clip hết. Tại thẹo này mới cạp lại nên nó có cái thẹo nó kéo cũng gần liền hết đây. Đây, mũ cái đầu ra nè. Trừ trong kéo ra ngoài, từ ngoài kéo vô trong luôn nha bà con. Khá là mạnh luôn. Xanh nu này nó kéo thẹo khá mạnh nha bà con. Cây mã số 5. Xin giao lưu bà con giá là 26.5 triệu. 6.5 triệu em bao ship toàn quốc. Để em ôm cái cũ của nó bà con hạo nha. Khá lớn nha bà con. Tiếp theo là mã số 6 nha bà con. Mã số 6 cũng là cây mai chiếu thủy xanh nu lá lớn nha bà con. Số điện thoại nhà vườn em là 0919 670 661. Số đó là số Zalo nha. Cây khá là già cây nha bà con, lên nu cứng mình đó. Chiều cao nó là 90. Hoành cũng khá lớn nha bà con. Hoành ngay trí đây 67. Sát với chân đế của nó là nó 70. Đây vị trí này là nó 70. Chiều ngang mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó 60 nha bà con. Cái này nói chung là nuôi cũng khá lâu rồi nha. Cục đùi cũng lớn hết rồi. Cái này cục đùi nó được 16. Chí đây là được 14. Đây là được 15. Cũng đo hào những cốt đùi nha bà con. Độ đây là được 17. Đây những thẹo này nói chung là nó kéo cũng khá là mạnh nha bà con. Liền lạc hết rồi. Đây tươi xanh nha bà con. Chung lại nu da xanh lá lớn này nó kéo thẹo cũng khá mạnh. Còn mà cắt ở trên đây nó kéo lại cũng khá ok rồi. Nó đang trường đây. Này là mới xử lý lại anh chát keo nó. Nó còn đỏ đó nha bà con. Xử lý lại nhưng thẹo nó kéo khá mạnh. Còn mình mẩy của nó nu nè bà con ơi. Cây này ngoài nhìn khá đẹp nha bà con. Mà nhìn cây khá là già cây. Rồi mình giao lưu cây này với giá nhiêu đi? Cây mã số 6 xin giao lưu bà con giá là 19 triệu. 19 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp theo là mã số 7 nha bà con. Mã số 7 là mai tứ quý nha. Cái này em bán theo cặp ha. Hai cây nói chung lại cũng khá tương đối với nhau nha. Cây cốt cành đế đẹp nha bà con. Cây cũng khá là già cây luôn. Chiều cao nó là 1m 1m1 nha bà con. Cao 1m1. Đầu hoành hai vị trí đi. Sát với cổ rễ này nó 39 hoành. Rồi 39. Đo trên eo cái. Trên eo đây nó 31. Đo hào hưởng cốt cành của nó. Cành nó được 15. Cành bên đây cũng 15. Cây khá đẹp cây nha bà con. Này em bán một cặp nha bà con. Để em lên cây 7B rồi em báo giá với bà con nha. Vị trí trên đây được 71. 71. Cộng cái nồi đế của nó. Tổng nồi đế của nó được 115. Chiều ngang mặt bầu nó là 60 nha bà con. Đế chung lên nó chảy ra tới mặt bầu hết. Cái này lúc trước nó nằm trong cái bồn gạch thì đập ra bứng nên rễ của nó gom gọn là không nghe bà con, không có chạc ra ngoài. Tiếp theo là số 7 luôn nha bà con, này là 7B, nãy 7A 7B, quay hai cây em báo giá cho bà con luôn nha. Hôm nay cốt cành với vàng chân nó khá đẹp nha bà con, thích hợp mình giờ mình ghép nha. Này chiều cao nó cũng 1m1 luôn nha bà con. Đây. Hoành ngay vị trí là nó 30, 30 rưỡi tính 30 thôi. Đo sát xuống dưới vị trí là nó 33. Tổng cái nồi đế đặc của nó. Tổng nồi đế đặc nó là 115 nha bà con. Đây. Tứ quý này chung là bưu đế là khá quýt nha bà con. Để tay em hạo cho con xem. Tuy hoành nhỏ nhưng cây khá là khéo nha bà con. Cốt cành có sẵn giờ hợp mình ghép. Nhìn chân thì hai cây này chung lại là khá ok nha. Rồi mình giao lưu một cặp này là bao nhiêu vậy? Một cặp tứ quý mã số 7 em xin giao lưu bà con giá là 12,5 triệu. 12,5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cây khá đẹp nha bà con. Nên là do mặt cắt ha, không có gì cho dạ, những theo này là do chân cành nó đóng chập với nhau rồi mình lấy nó ra chứ không ảnh hưởng gì hết. Giá là 12,5 triệu, mã số 7, cặp tứ quý. Rồi. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Mã số 8 là một cây khế găng nha. Cây bonsai khá đẹp nha bà con. Để do dáng cổ thụ ha. Dạ. Dàn chân thì khá là ok nha. Để em đo thông số. Chiều cao của nó là 46. Hoành ngay vị trí là nó 49. Đây, hoành ngay vị trí 49. Bộ đế này ra tới mặt bầu hết nghe bà con. Hào chiều ngang mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu nó là 50. Bộ đế nó là 125 nghe bà con. 125. Để đặt của nó luôn. Cây khá là đẹp con. Lên nu cục cục hết. Cùng lại khơi gần bộ đế này vậy là khá quýp rồi nghe bà con. Đế là ba bà con là đế ghiên hết. Không có cái ghép rễ nào hết nghe bà con. Rồi mình giao lưu giá gì? Cái găng mã số 8 xin giao lưu bà con giá là 11 triệu, bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 9 nha bà con. Mã số 9 cũng là một cây khế găng luôn. Cây có tàn thiên nhiên nha bà con, khá đẹp luôn nha. Hợp anh chị em nào chơi phong cao nha. Cái này cốt cành có sẵn rồi. Giờ mình cho ra tàn. Bữa nó nước dây một trái lòng hồng khá đẹp nha bà con. Ăn một quả khế chảo cột vàng ha. Dạ cây chung lại cũng khá đẹp cây. Dạ cây này ba bà con là trên 30 năm tuổi nha. Mua chủ vườn chia sẻ cũng 30 mấy năm rồi. Chiều cao của nó là 1m. Cái tán ngang của nó là nó 98. Hoành ngay vị trí là 50. Đây, ngay cô rễ là 50. Đo xuống cái cục đặc của nó nè bà con. Cục đặc của nó là nó 88. Cái củ khá nở nha bà con. Củ nở đẹp. Ngay mặt bầu là 50. Em sẽ vòng vào con nha, không chống mặt nào hết nha bà con. Củ của nó khá là quýt luôn. Cây già, cốt cành khá là già nha bà con. Thích hợp bà con làm chơi cây phong cao nha. Cây này mình trồng trước cửa nhà mình để ăn trái cũng khá ok nha bà con. Rồi, mình giao lưu cây này giá như vậy? Mã số 9 em xin giao lưu bà con giá là 11,5 triệu. 1,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cây khế găng. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. Mã số 10 là cây mai chiếu thủy gò cong lá lớn nha bà con. Cây cũng có tướng khá là quái nha. Cây này dàn chân thì chung lại khá ok nha bà con, đế đều hết. Rồi, số gì? Chiều cao của em nói là nó 22. Tầm phóng gì cũng nói là nó được 20. Cái này lùng cho hoành cũng khá to nha bà con. Hoành ngay vị trí là nó 44. Đây. Hoành là 44. Cái này nu khá nhiều nha bà con. Nu lên cũng đều mịn hết đây. Ngang mặt bầu nó là 30. Cái mai chú Hỷ mã số 10 em xin giao lưu bà con là giá là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. Mã số 10 là một cây bình bát nha. Thường ở miền ngoài kêu bằng mãng cầu vàng nha bà con. Cây có dáng cũng khá khoái nha. Trên nhìn giống như một con ốc sên nha bà con. Chiều cao của nó là 49. Độ hoành ngang eo đi. Hoành ngang eo nó là 33. Sát chân đế là 50. Còn cái chỗ quái. Chỗ quái của em nó là được 53. Đó khá nhỏ rồi con. Cây nhìn bên ngoài cũng khá là khéo cây. Cây bên bác mã số 10 em xin giao lưu bà con giá là 950.000. Bao ship toàn quốc cho bà con nha. Dạ em nhầm nha bà con. Cây bình bát là mã số 11 nha bà con. Giao lưu bà con giá là 950.000 bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 12 nha bà con. Hôm nay em cũng có được 8 phôi trang đỏ và 1 phôi trang vàng nha. Cây cũng khá là già cây nha bà con. Hàng này nói chung lại là cũng không ăn thuốc vậy nha bà con. Cây nó già cây chẳng xưa mình á. Củ khá đẹp nha bà con. Chiều cao nó là 16. Cái hoành tổng ngay vị trí là nó 33. Đây 33. Củ đế là nó là được 51. Cây có 5 thân ngũ phúc luôn nha con. Cây khá đẹp cây. Mã số 12 em xin giao lưu bà con giá là 1,8 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Chú cam nó là 22. Hoành eo ngay chí là 20. Cây này chung lại cũ cây nào nấy đẹp không nha bà con. Cũ là được 44. Hạo chiều ngang mặt bầu thử cây nha, nó cũng tương đối với nhau. Chiều ngang mặt bầu đó là 27. Mã số 13 em xin giao lưu bà con giá là 1,3 triệu nha. 1,3 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 14 nha bà con, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Cây có dốc thú cũng khá là đẹp nha bà con. Chiều cam đó là 24. Hoành eo nó là 18. Cắn cái cục bú nha bà con. Hoành eo nó là chỉ 17 thôi. Tổng cái đế của nó là nó 50. Đây, tổng đế nào cũng đế nấy lực lực không nghe bà con. Cộng chà bá. Mã số 14 xin Zalo bà con giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này là trang đỏ xưa của mình á. Tiếp theo là mã số 15 nha bà con, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Cái có phơm khá đẹp nha bà con. Chiều cao là 19. Tổng hoành của em nó là 32. Tổng nào đế của nó là 45. Chiều ngang mặt bầu là 27. Cây trang mã số 15, xin Zalo bà con giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 16 nha bà con, cũng là phôi trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây khá già bà con, gốc của nó cũng lên cốc kèn hết rồi. Chiều cao nó là 22. Và neo là 22. Đây ngay vị trí này. Cái củ đế của nó là 35. Cái trang mã số 16 xin Zalo bà con giá là 1.000.000 nha, bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 17 nha bà con, là trang đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao nó là 30. Cái này quanh eo là 16. Tổng cái nồi đế đặt của nó là nó 43. Cái mã số 17 xin Zalo bà con giá là 1.200.000. 1.200.000 bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái rễ khá là lớn nha bà con. Rễ lực lực không à. Giá 1.200.000 bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 18 nha bà con. 8 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao nó là 17. Hoành vị trí là 18. Sát với chân đế là nó 25 nha bà con. Đây, chỉ đây 25. Trang mã số 18 xin Zalo bà con giá là 900 nha. 900 bao ship toàn quốc cho bà con. Rễ khá lớn nha bà con. Tiếp theo là mã số 19 nha bà con. Cũng là cây trang đỏ cuối cùng nha bà con. Em sẽ lên cây trang vàng. Cây gỗ phơm cũng khá đẹp nha bà con. Chiều cao nó là 22. Hoành ngay vị trí là nó 21. Đây, 21. Tổng đế là 51. Ngang mặt bầu của nó là 27. Cái trang mã số 19 xin Zalo bà con giá là 1.200.000 nha. Ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 20 nha bà con. Mã số 20 là một cây trang vàng nha. Cây khá dạ lên da me nha bà con. Cái này cũng là cây cuối cùng của cái lô trang phôi nha. Đây, em được con cây trang vàng nha bà con. Chiều cao nó là 28. Đỉnh bên đây là 20. Hoành cũng khá to nha bà con. Hoành của nó là nó được 26 nha. Đây, 26. Tổng nào đấy là 50. Ngang mặt bầu là 25. Đó, cái cốt bye bye này nha bà con. Cốt đây được 17. Cái trang mã số 20 xin Zalo bà con giá là 1.800.000 nha. Trang vàng lá nhỏ nha. Tiếp theo là mã số 21 nha bà con. Mã số 21 là một cây sam hương Đài Loan nha. Cây có dáng bài khá đẹp nha bà con. Cây phơm tàn cũng khá quyết nha bà con. Chiều cao nó là nó 62. Cái tán ngang của nó là nó 1 mét nha bà con. Rồi để em đo cái hoành của nó. Hoành ngay vị trí là 41. Những cái cũ của nó nha bà con. Đây cụ vị trí là 72. Khá lớn nha bà con. Dần chừng khá ok nha bà con. Đây sam hương Đài Loan. Cốt cành rất là lớn rồi ha. Cành tầm đo hào thứ 1-2 cốt cành nha bà con. Cành đây được 13. Đo cái đót của nó. Cái đót của nó được 14. Rồi 12, 11 rồi nhóc nha bà con. Chung lại cũng tương đối vậy. Cây này mình nuôi thời gian nữa lá nó thắt lại còn nhỏ nó nha bà con. Này nói chung là cũng mới vô dây điểm lợi nha. Cái này tầm khoảng vài tháng nữa phơm nó mới dày đặc nha bà con. Cây sam hương Đài Loan mã số 21. Em xin Zalo bà con giá là 13.500.000. 13.500.000 bao ship toàn quốc cho bà con nha. Để em đo cái chậu này, chậu máy. Chậu này lọt lòng là 50 nha bà con. Chậu lọt lòng 50. Tiếp theo là mã số 22 nha bà con. Mã số 22 là một cây cần thăng, cây có dáng phong cao khá đẹp rồi con, thăng quái nha bà con. Cây này khá là già cây rồi, da nó bà con cũng biết nha. Chiều cam nó là 52, tán ngang phong tạng nó là 70. Đo cây nằm chậu mấy, cây đang nằm chậu 35 50 nha bà con, chậu chữ nhật á. Chưa đo cái hoành của nó, hoành của nó là 31, vị trí là 31. Cũ của nó là được 49 nha bà con. Cây co khá đẹp nha, cây khá là già cây nha bà con. Cốt cành nói chung lại nó cũng già dặn hết rồi, cây cũng hết dây nha bà con. Cây mã số 22, cây cần thăng, xin giao lưu bà con giá là 5,2 triệu nha. 5,2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây có tướng khá đẹp nha bà con. 5,2 triệu bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 23 nha bà con. Mã số 23 là một cây trang đỏ lá nhỏ, cây hành phẩm nha bà con. Cây khá là đẹp cây nha, cây cũng đang lên bông lai gai nha bà con. Nó đang có nụ nhỏ đó. Cây này mình giờ mình chơi bông khá là ok nha. Số 23 nay cũng được hai cây trang đỏ hành phẩm nha bà con. Chiều cam nó là 37, tán ngang của nó là 60, xu này của nó là 50 nha bà con. Phơm khá là đẹp nha. Để em quay vòng góc rồi em đo thông số cho bà con nha. Cây khá là khủng cây nha bà con, cây giống như cái rừng liền lạc với nhau. Rồi để em đo thông số, đo một hoành thăng đại diện lớn nhất của nó đi. Thằng đại diện lớn nhất của nó là nó 22. Đo cái hoành tổng, tổng cái củ đặt ở trên luôn đó. Em đo hoành đế, tổng đây là 49. Tổng cái nồi đế của nó luôn là nó 68. Đây, vị trí là 68. Phong tàn thì khá ok rồi. Cái này cũng nuôi tầm khoảng 3 năm rồi bà con ơi. Chị cũng tầm khoảng ống hút của mình hết rồi, bự ống hút. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 23, xin giao lưu bà con giá là 9,5 triệu nha. 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây khá đẹp nha bà con. Tiếp theo là mã số 24 nha bà con, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây có phơm tàn khá đẹp nha, cây một bệ liền lên hai thân nha bà con. Chiều cam nó là 57. Em tho cái hoành tổng của nó, tổng vị trí là nó 37. Rồi cái thân, thân thì nhỏ không, thân nó chỉ 13 thôi. Thân bên đây được 14. Cũng cái thân nạc nó ở dưới đây nha bà con, thân nạc nó khá lớn. Có cái tử ở đây nhìn cũng có duyên nha bà con. Có anh chú vườn anh sữa cũng khá là độc nha bà con. Có cái tử khá là nhỏ ở đây nè. Này nó cũng đang lên bông nè. Rất là đặc ha. Tàn nói chung lại khá ok rồi. Cây này cũng tháo dây ra được hết rồi nha bà con. Tại vì không có thời gian mình tháo dây ra. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 24, xin giao lưu bà con giá là 6 triệu nha. 6 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Ship luôn cả chậu luôn. Ship luôn cả chậu luôn, em quay sao em ship vậy nha bà con. Rồi, đọc số điện thoại Zalo luôn. Số điện thoại nhà vườn của em là 0919 670 661, số đó là số Zalo luôn nha bà con. Rồi, tiếp theo là mã số 25 nha bà con. 25 là một cây linh sam song hình nha bà con. Cây khá là già nha, cốt cành khá lớn rồi. Cái này em cũng mới về đặt lá, nó có lá nó sẽ có bông nha bà con. Cam nó là 52. Tàn của nó là nó 65. Hoành ngay vị trí là nó 23. Cái neo đây là 18. Để xem cái đế đó nha bà con. Đế này bao bà con là đế khá đẹp luôn. Đế chải đều hết nha bà con. Chải đều bốn mặt hết. Cốt cành thì khá là già rồi. Cạnh đây là 12. Cành gớt này nó cũng 12 luôn nha bà con. Nhỏ mà già cây nha bà con. Cây Linh Sam Song Hinh mã số 25. Xin Zalo bà con, giá là 2.8 triệu nha. 2.8 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 26 nha bà con. Là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha bà con. Cây có dáng bài khá đẹp nha bà con. Nay em cũng được 2 cây. Mã số 26. Cây khá nặng nha bà con. Lên bàn quay cứng ngắc bàn quay luôn rồi. Em quay vòng rồi em đo hỏng số cho bà con. Chiều cao của em nó là được 95 nha bà con. Cành bay của nó là nó được 1m2. Cây đang sống khỏe ha, cũng đang cho hoa ha. Dạ, chung lại cây này cũng khá là khỏe cây nha. Đâm tược ra. Hoành ngay vị trí là nó 55. Tổng cái nồi ở dưới đây của nó là nó cỡ như 100 đi. Cốt cành nói chung lại là cũng khá là lắc lượng nha bà con. Cái cốt giữa của nó là nó lắc giống như dáng lông vậy đó nha bà con. Cây này cũng khá đẹp cây á. Chiều dài mặt bầu của nó là nó 65. Rồi thử 1-2 cốt cành cho bà con xem nha. Cành nó được 19. Cành trên đây là được 19 luôn. Cái đót của nó giót lại khá nhỏ không? Cái đó của nó chỉ có 14 thôi. Cây nguyệt quế mã số 26. Xin Zalo bà con, giá là 10.5 triệu nha. Em bao ship là 200 km nha bà con. Quế này chung là ship xa không được nha bà con. Ship trong vòng phạm vi 200 km em mướn xe tải giao nha bà con. Xa hơn nữa thì xa nữa có gì mình thương lượng nha bà con. Cây này nói chung lại cái này tình hình dịch bệnh cây lớn bên bưu cục cũng chưa có nhận nha bà con. Cái này khá lớn, tới 4 người khiêng mà khiêng ngày ạt nha bà con. Tiếp theo là mã số 27 nha bà con. Mã số 27 cũng là cây nguyệt quế nha bà con. Lá sắn bông chùm nha. Cây này cũng là cây cú liếp nha bà con. Cây có dáng trực cũng khá đẹp nha bà con. Cây cũng đang sống khỏe. Để em đo hỏng số. Chiều cao đó là 1m15 nha bà con. Tàn ngang của nó là 1m rưỡi. Bên ngay vị trí là 64. Quay vòng đế đi. Chí đây là 64. Để em đo ở trên cái eo của nó nha bà con. Neo đây là 55. Cây chung là vàng chân cũng khá nổi nha bà con. Tấm nồi đế của nó tầm khoảng 1m6 nha bà con. Cây này nói chung lại là đế làm sao bứng lên vậy chứ chưa có khai thác hết nha bà con. Cái mặt đất của nó cũ cũng vẫn còn y nguyên nha. Không có. Cành lớn nhất của nó được 26. Cành bên đây của nó được 18. Bên đây của nó là được 16. Đo cái đọt của nó. Cái đọt chỗ mặt cắt của nó. Đọc cho mà cắt của nó là 18 rồi con. Cây Nguyệt Quế mã số 27 cũng là cây cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay. Xin giao lưu bà con giá là 11.500.000. 1.500.000 em cũng bao ship 200 km nha. Nếu quý bà con nào có chốt một cặp em sẽ bớt tiền xe cho bà con nha. Dạ, cuối clip em cũng xin kính chào quý bà con xem kênh nha. Vui vẻ, nói chung là cũng cảm ơn quý bà con đã ủng hộ em clip vừa rồi. Dạ em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Rồi, cho nên là LTK Bonsai